Xin chào quý anh chị trong và ngoài câu lạc bộ. Xin chào chủ tịch Trần Thêu cùng ban quản trị và nhà sáng lập Trần Đúng được sự sắp xếp và bố trí của chủ tịch cũng như ban quản trị hôm nay hành trình được trở về sân khấu câu lạc bộ hát lên TV để giao lưu buổi đêm ca nhạc cùng với đến các người yêu trong và ngoài câu lạc bộ rất long trọng tình yêu đến sân khấu thưởng thức và quảng bá cho đêm diễn thành công tốt đẹp. Sau đây để đêm nhạc được vui nhộn, mình sẽ đến với các bạn ca khúc Tràng Thư Sánh. Tràng Thư Sánh em lên trao anh viết bằng mực tím tím bông hoa mà hồi xưa anh còn thăng mơ ngày thơ hồn anh kết qua đê tầng mẹ đến năm xưa có gió heo mày gió đùa trên tăm tăm ngủ say với đường hèo trả lại anh con đường tình năm năm cũ đường tình người ta với ta mỗi một mình con tình tình năm năm cũ đường tình người ta với ta một mình thôi xin chào các tình yêu đang trên trường lai của anh sinh trong câu lạc bộ hát lên TV mời các bạn thưởng thức và cổ vũ cho đêm diễn thành công tốt đẹp nhất Thùy Dương xin chào. Tràng Thư Sánh em nén trao anh viết viết bằng bằng mực tím tím bông hoa mà hồi xưa anh còn thăng mơ ngày thơ hồn anh kết qua đê tầng mẹ Nguyễn Lợi chào em đêm năm năm xưa có gió heo mày gió đùa trên tóc tăm ngủ say với đường trả lại anh con tình năm năm cũ đường tình người ta với ta một mình thôi nếu năm xưa anh lối hẹn và mình đừng quen nhau nhưng ân tình ngày đó có bao nhiêu thì giang dở dở giang có đâu nhiều kỷ niệm xưa kỷ niệm buồn biết mấy thà quên đi như chúng ta chưa lần quen xin chào 27 tình yêu